Xin kính chào quý vị và các bạn. Thực hiện chỉ thị số 04 ngày 27 tháng 11 năm 2015 của tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo đối với công tác quản lý đô thị trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, các địa phương của Lào Cai đã cụ thể hóa chỉ thị bằng các nhiệm vụ trọng tâm với các giải pháp đồng bộ thiết thực. Trong đó tập trung vào hai nhóm nội dung là quản lý đô thị và hành vi nếp sống, với yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền người dân về thực hiện văn minh đô thị. Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai phối hợp với Sở Giao thông Vận tải Xây dựng mở chuyên mục Văn minh đô thị phát trên sóng phát thanh truyền hình Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, từ lâu chợ Cốc Lếu đã luôn là điểm đến tham quan mua sắm của không ít người dân trong tỉnh cũng như khách du lịch khi đến với thành phố Lào Cai. Chợ mới được xây dựng lại với quy mô khang trang hiện đại và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2016. Để tiếp tục là điểm đến thu hút hấp dẫn du khách thập phương, thành phố đã sớm triển khai đề án xây dựng chợ Cốc Lếu trở thành chợ văn minh thương mại. Sau hơn 2 năm thực hiện chủ trương này, chợ Cốc Lếu đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí đề ra của chợ văn minh thương mại. Nhiều tiêu chí quan trọng đã được chợ Cốc Lếu thực hiện đạt điểm tối đa, thể hiện rõ sự nỗ lực của ban quản lý chợ cũng như của chính các hộ kinh doanh ở đây. Công tác vệ sinh môi trường, hệ thống phòng chống cháy nổ, xây dựng sơ đồ ngành hàng, niêm yết giá đều được thực hiện đúng quy định. Chúng tôi đã triển khai các cái tiêu chí xây dựng chợ và sớm trở thành cái chợ văn minh thương mại. Trong đó cái chú trọng cái hàng đầu là đối với cái chất lượng hàng hóa, giá cả, rồi cái chất lượng của cái người phục vụ, người bán hàng ở trong chợ, cái trật tự, cái hành lang trong chợ, cái không gian mua hàng với cái không gian bán hàng phải rõ ràng, có các cái hệ thống biển hướng dẫn, rồi các cái nội quy quy chế được niêm yết công khai ở khu vực chợ. Bên cạnh đó thì để đảm bảo các cái an toàn cho hoạt động kinh doanh và cho du khách thì chúng tôi đặc biệt chú ý đến công tác phòng chống cháy nổ ở chợ. Hiện chợ duy trì đội phòng cháy chữa cháy thường xuyên 150 người, đảm bảo cho công tác phòng cháy chữa cháy tại chỗ. Chợ đã tổ chức tuyên truyền vận động các hộ kinh doanh, khách hàng thực hiện chợ không khói thuốc. Công tác vệ sinh môi trường trong và ngoài chợ luôn được quan tâm. Các mặt hàng, ngành hàng được bố trí hợp lý, không chỉ tạo điều kiện cho việc kinh doanh của các tiểu thương, đồng thời còn tạo thuận lợi cho việc mua sắm, tham quan của người dân và du khách. Việc làm này nhận được sự đồng tình ủng hộ của các hộ kinh doanh cũng như chính khách hàng. Và tất cả các hộ kinh doanh cũng tự biết là mình phải làm gì cho nó thật tốt. Thứ nhất là nếu bán hàng thì đúng giá này, rồi kinh doanh mặt hàng đúng ngành hàng, thế là hàng hóa thì sắp xếp phải ngăn nắp gọn gàng và thông thoáng đường đi lối lại và đảm bảo phòng cháy, chữa cháy, rồi là gọn gàng, chính là đảm bảo những tài sản của chính mình và cho cộng đồng chợ, tất cả mọi người thì là nó sẽ hợp lý. Còn an ninh trật tự thì là quá tốt rồi, không phải tôi, rất là tuyệt vời. Vâng, về đảm bảo vệ sinh môi trường này, đây những anh xem là rất là sạch sẽ, như là lền đây không có một cái rác nào, tất cả cửa thứ là rất là đẹp. Và các hộ kinh doanh cũng rất cố gắng là làm nào để sạch đẹp và văn minh để thu hút được nhiều khách du lịch đến với chợ Cốc Lếu đấy. Nếu mà nhà nước mà không phát động cái văn minh thương mại thì chúng tôi vẫn phải tìm tòi để cái phương hướng để mình thu hút khách mà. Bởi vì mình bán hàng bây giờ phải chủ động là phải để dẫn dắt khách đến và để cho người ta ta kiểu tín nhiệm mình ấy, thì mình phải đòi hỏi, mình phải nhiệt tình. Thì không để cho khách người ta lưu nhớ lại cái cửa hàng của mình mà thường xuyên để giới thiệu với bạn bè mà. Để tiếp tục tạo nên hình ảnh đẹp về một trung tâm thương mại của tỉnh, của thành phố, nơi địa đầu Tổ quốc, trở thành điểm tham quan mua bán hấp dẫn với du khách trong và ngoài tỉnh, Ban Quản lý chợ Cốc Lếu đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, thực hiện chủ trương xây dựng chợ ngày càng văn minh hiện đại hơn, thực hiện một số nội dung công việc cải tạo, nâng cấp khu vực chợ B, phối hợp với chính quyền địa phương và một số đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, hành lang vỉa hè. Trước hết chúng tôi sẽ xây dựng một cái kế hoạch duy trì những cái tiêu chí đã đạt được đối với chợ Cốc Lếu và có những cái nội dung, những cái biện pháp cụ thể xử lý những cái phần chưa đạt được. Ví dụ như công tác vệ sinh môi trường, ví dụ như công tác trật tự đô thị phối hợp với các ngành chức năng của thành phố cũng như là Ủy ban Nhân dân
phường Cốc Lếu, đơn vị sở tại mà chúng tôi đang đứng chân trên địa bàn, để làm tốt cái công tác trật tự đô thị, công tác vệ sinh môi trường, công tác phòng chống cháy nổ và nhất là đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong chợ. Xây dựng chợ Cốc Lếu thành chợ văn minh thương mại là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn của thành phố Lào Cai cũng như của tỉnh, nhận được sự đồng thuận, ủng hộ cao của các hộ kinh doanh. Việc làm này không chỉ xây dựng chợ Cốc Lếu thành một trung tâm thương mại lớn sầm uất của tỉnh, đồng thời còn tạo được điểm đến thu hút, hấp dẫn với du khách thập phương. Từ đây thời lượng dành cho chuyên mục Văn minh đô thị đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.